nhìn mê quá, cho con xin trái nha cô. Làm rau câu sữa chua xoài với Dung nha. Nguyên liệu là món này rất là đơn giản và dễ kiếm, Dung đã nói ở trên màn hình. Mấy bạn muốn làm số lượng nhiều thì cứ tính toán lại và nhân lên. Còn độ ngọt á, thì gia giảm tùy theo khẩu vị của mỗi bạn. Xoài Nhung đang dùng là loại xoài cát, cho nên nhìn nó chưa chín lắm á, nhưng mà ăn nó vẫn ngọt. Nếu mà xoài của mấy bạn ngọt nhiều á, thì mấy bạn giảm lại lượng đường nha. Công đoạn cắt xoài này hơi trơn cho nên là Nhung không có dùng bao tay được. Mà trước khi làm, Nhung đã rửa tay sạch sẽ rồi nên mấy bạn yên tâm. Nhung cắt hạt lựu nhỏ nhỏ như vậy nè, đừng cắt nhỏ quá nha mấy bạn, nó không lát nữa sẽ bị nát á. Một trái vậy thôi nhưng mà cắt ra là được một chén đầy luôn á. Bột rau câu Nhung mua là dùng cho 2 lít nước, nhưng mà Nhung chỉ sử dụng 500ml thôi, nên Nhung chỉ lấy có 1/4 gói. Thường Nhung hay thấy mọi người sẽ trộn cái bột rau câu này trước với lại đường cho đều, để lát nữa mình nấu thì rau câu của mình nó dễ hòa tan hơn và không có bị vắng cục. Nhung nấu bột rau câu đường với nước trước cho tan, sau đó thì mới cho sữa tươi vào, khuấy cho đều rồi tiếp tục lại cho hộp sữa chua vào nữa. Mình khuấy nhẹ nhàng cho cái hỗn hợp này nó sôi nhẹ lên một chút thôi, sau đó thì cho hết cái phần xoài vào. Công nhận làm cái món này nhanh lắm luôn á mấy bạn. Mùa hè làm món này là cực kỳ hợp lý luôn. Cho xoài vào rồi thì mấy bạn khuấy vài vòng nữa là ngưng. Trái xoài của mình đã chín sẵn rồi đó, nấu càng lâu thì nó càng rục á, không ngon nữa đâu. Nhà mấy bạn có khuôn thì đổ vô khuôn, còn không có thì đổ vào tô hay chén gì cũng đều được hết. Với số lượng nguyên liệu ban đầu thì Nhung làm được 2 khay như thế này nè. Bây giờ Nhung sẽ để rau câu này bên ngoài trong một bữa, rồi sau đó mình sẽ bỏ vào tủ lạnh nha. Nhung nấu hỗn hợp đặc cho nên rau câu của mình cũng nhanh đông lại lắm. Giờ mình sẽ bỏ vào trong tủ lạnh, để một xíu nữa cho mát mát ăn nó mới đã. Món rau câu sữa chua xoài này mà mấy bạn làm thành công thì áp dụng thêm với những loại trái cây khác cũng đều được hết luôn. Cái khúc đổ rau câu ra đĩa là Nhung cũng hồi hộp lắm. Hên là miếng rau câu đã giá đáo thành công xuống cái đĩa, nếu không là không có video cho mấy bạn coi rồi. Cái đoạn cắt rau câu này là tùy thuộc vào sự sáng tạo của mỗi người. Mấy bạn thích hình diện thì cắt hình đó, tại vì trình bày cho đẹp mắt vậy thôi chứ lát nữa nó cũng vô bụng hết à. Nhìn miếng rau câu mướt mượt mượt, mà lem quá chừng. Miếng rau câu xen lẫn màu trắng đục của sữa tươi và màu vàng ươm của xoài. Nhung mời cả nhà cùng ăn với Nhung nha. Xoài thì mềm và ngọt, rau câu thì giòn giòn, thơm mùi sữa và mùi cái hơi chua chua nhẹ của sữa chua mấy bạn, rất là ngon luôn. Đang là mùa xoài đó, mấy bạn mua về làm thử nha.